Rồi chào bà con nhé. Đây hôm nay quay cho bà con xem đi giao hàng ngỗng sư tử đây, ngỗng sư tử mới nở. Cho anh khách ở trong trong Phú Hòa. Đây anh đang đếm đây nhá. Mới nở mọi người nhá. Đấy, con sư tử mới nở là phải to như này mọi người nhá. Chứ ngỗng mà kiểu là ngỗng tàu mới nở nó chỉ to hơn con ngan một tí thôi. Còn đây ngỗng sư tử nó to hẳn hơn nhiều đấy. Quanh quanh gần một lạng đấy. Đây chị đang đếm trong hoa. Đây, mọi người chú ý cho em này. Đây là cái chuồng úm quây phải tiêu chuẩn như thế này này. Đấy tức là quây phải kín như này nhá. Tức là chuồng bạt phải kín nóc như này cho em này. Và chấu nền chuồng này, mọi người chú ý này. Nhìn chuồng chấu phải dày nhất thế này. Ở đây anh ấy đổ chứ không phải là 5-7 phân chấu đấy. Chấu như này thì nó mới ổn định được cái nhiệt độ của cái nền úm con ngỗng ấy. Chân nó không bị lạnh. Bụng không lạnh thì không lo bị đi ỉa. Thế tại vì cái con này nó đắt tiền cho nên mọi người khi úm là cần hết sức để ý nhá. Và chú ý rằng là ngỗng này úm thì thi thoảng là bắt đầu 5-7 ngày nó hay bị đi ỉa ấy. Thì mọi người thấy nó chớm đi ỉa cái là phải xử lý ngay cho em nhá. Thì con này nó không như con ngan hay con gà con vịt. Ngan gà vịt để tiền úm chết một vài con không sao, chứ con này đắt tiền úm mà chết một vài con lại mất mấy trăm nghìn đấy. Nó mới lở đấy, nó cũng sư tử đấy, không phải cũng gì đâu, không phải cũng vớ vẩn đâu. Nó to hơn cả con gì anh kìa. Đây, chỗ này là 150 con mọi người nhá. Đấy, mọi người nhìn anh làm chuồng này. Đây, chuồng úm phải như này cho em nhá. Mọi người chú ý ạ, tại vì là cái ngỗng này bắt tiền nên là phải cẩn thận một tí chứ không là xảy ra là bắt tiền đấy. Đấy, chuồng úm phải như thế này này. Quan trọng nhất là nhiệt độ và cái nền chuồng úm cái ngỗng là phải khô nhá, chứ không được để ẩm chuồng đâu. Nền chuồng mà ẩm thì nó hay bị đi ỉa ấy. Con này cứ úm trong khoảng 15 ngày đổ ra là yên tâm, là thả vườn vặt cỏ luôn. Đây thì hàng em bao giờ cũng phải có chữ cho em mọi người nhá, chú ý cho em với. Bao giờ cũng phải có chữ cơ sở này. Đấy mà ở đây bên trong này là có là số của em ở đây nhá. Đấy mọi người cứ gọi em xong có cái số ở đây này. Số của em in ở trên bao bì đấy. Đấy, mọi người nhận hàng là cứ kiểm tra thoải mái nhá. Thì ở đây anh gần đây thì mới chở cho anh, còn đâu mọi người ở xa thì là gửi xe khách. Còn nhận hàng là cứ bảo nhà xe nó chờ một tí mở hàng kiểm tra thoải mái. Đấy, chuồng như này rất ok này. Đấy, bắt ngỗng thì alo cho em nhé, 0961 75 99 nhé. Rồi xin phép chào mọi người ạ.